nhanh chóng lúc bấy giờ nói với sếp rằng: sếp ơi, cái tờ này là tờ giả, xin sếp đưa em cái tờ khác, em sẽ mua theo yêu cầu của sếp. Và sếp nói là: cô hãy coi lại, đây là đồng tiền thật là sao là giả. Cô ta khẳng định lần thứ hai, lần thứ ba, và cuối cùng á, người đó đã được tiếp nhận vì đã dám đánh giá những cái sơ suất và góp ý những cái bất toàn của người tổng giám đốc. Ta thấy cái câu chuyện này là một câu chuyện nó nói về cái thái độ ứng xử và sử dụng nhân sự. Trong tình huống một, chưa nhận việc mà có nhiều người đã le lưỡi rồi. Bởi vì đây là cái mẫu người đó là chờ người ta dọn sẵn ổ mà đẻ nè. Chỗ nào không có ổ, chỗ nào không có phương tiện, chỗ nào không có những ngon cơm ngọt canh là mình không dám tế. Làm như thế thì dễ quá trời. Những người như vậy chỉ khi mà mời về để làm công việc, hay là cưới về làm vợ làm chồng, chỉ để làm kiển chưng mà chê, chứ không có làm ăn gì được hết á. Thì những người như thế, nếu tổng giám đốc hay là những người đang tìm nhân sự trợ lý mà chọn họ, là tai họa sẽ rước vào thân. Hư chuyện, hư bột hư đường hết. Mẫu người thứ hai đó là một người chỉ biết chiều chuộng phục tùng y hệt như câu hỏi được nêu ra. Cốt yếu là làm sao cho sếp của mình hài lòng, và nghĩ rằng như thế ta sẽ được thăng quan tiến chức về phương diện này phương diện nọ, để ta lấy leo với thiên hạ, và dẫn đến một tình trạng là thương đội hạ đạp. Người như thế là người rất là gian xảo, người như thế là người không có liêm chính, không đứng đắn, cho nên sử dụng họ sẽ dẫn đến nhiều tình trạng bất ổn về sau này. Nghĩa là tất cả những điều chưa được tốt, chưa được đẹp vẫn được báo cáo là tốt, là đẹp, là hay, là hoàn thiện. Cuối cùng á, là nó đổ nát từ bên trong mà tổng giám đốc hay là người quản lý cao nhất của đó vẫn chưa nhận ra. Còn đối với người thứ ba, tinh thần phụng sự hết sức là nghiêm túc, có trách nhiệm trước lương tâm, trước luật pháp, trước đạo đức, về những gì mà mình được giao, về những gì mà mình sẽ gánh vác, về những gì mà mình sẽ làm. Ta phải thấy rõ được cái nhiệm vụ đó để ta đi làm với niềm vui, với hạnh phúc, với sự phụng sự. Nếu không được, ta tìm việc khác. Chứ ta không vì quỵ lụy, hay không vì cái danh thơm tiếng tốt, hay là vai trò vị thế xã hội, để ta làm những việc mà nó không đáng với lương tâm của mình, nó không đáng với cái tư cách phẩm hạnh của mình. Là một nhà quản trị giỏi thì hẳn nhiên người thứ ba này sẽ là người được quan tâm và tuyển chọn. Còn nếu là người mà ta cần những người tung hô vạn tuế, a vua a tòng, khen chúng ta quá mức, thì ta chọn người thứ hai. Và dĩ nhiên là cả chủ đầu tư và đối tác đều là những người sống không chân thực, và hậu quả là sự sụp đổ của công ty chắc chắn là sẽ phải diễn ra. Cho nên ta phải chọn lựa người để mà đối tác. Ai có trách nhiệm uy tín cao trong lĩnh vực đó thì việc đảm trách nhiệm vụ sẽ dẫn đến một thành quả rất cao và tương xứng cho chúng ta. Cái gì cũng phải trả bằng một cái giá của nó. Cho nên hãy chịu khó để khỏi khó chịu về sau này. Đó là cái câu công án mà chúng tôi xin gửi đến để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ. Nỗ lực chịu khó ở trong giai đoạn hiện tại để chúng ta vĩnh viễn không phải khó chịu về lâu về dài, cả mấy chục năm về sau. Xin điều hỏi khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, nếu là lãnh đạo của một doanh nghiệp lớn có thương hiệu, có vị thế, mà vị lãnh đạo đó không thường làm các việc từ thiện, không góp phần vào quá trình hỗ trợ những người khó khăn, góp phần vào việc giải quyết các vấn đề, các vấn nạn chung của xã hội, thì vị lãnh đạo đó sẽ nhận lấy kết quả gì trong đời sống của mình, của chính mình ở trong hiện tại và kiếp sau, và có được gọi là người thành đạt không? Kính bạch thầy, xin giải đáp cho chúng con được rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó ngắn gọn đó, thì tổng giám đốc đó sẽ trở thành những cục kẹo, những cục keo, tức là dính lại đó. Keo và kẹo dính trong tâm của chúng ta thì tình thương sẽ bị đóng bít. Chỗ nào không có tình thương đó thì việc tích tụ tài sản của cải sẽ là một nỗi đau. Có rất nhiều người đó khi chia sẻ cái sở hữu tài sản đó cho người thân người thương của mình mà có cảm giác rằng là thịt da của mình đang bị rơi rụng và cắt đứt đi. Đó là tiền bạc hóa hạnh phúc, đó là tiền bạc hóa tất cả các mối quan hệ xã hội.
và hậu quả là người đó sẽ không sống được với ai ở trong sự bế tắc. Trước chúng ta phải nhận diện rằng lợi nhuận không phải là tất cả của vấn đề kinh doanh. Lợi nhuận chỉ là một phương tiện mà là một công cụ để chúng ta phục vụ hạnh phúc cho mình và cho những người xung quanh chúng ta đang bị khổ đau bế tắc, cần đến bàn tay tình thương để chia sẻ, dỗ về, an ủi và nâng đỡ để vượt qua. Cứ thử quán niệm theo tinh thần Phật dạy, giàu cỡ gì đi nữa mỗi ngày cũng ngủ trên một chiếc giường. Có thể đại gia đó, doanh nghiệp đó, tỷ phú đó có 100 căn nhà, mỗi căn nhà có 100 phòng, mỗi phòng là có 3 cái giường. Sẽ là một sự giải đột nếu đầu giờ ngủ giường A, giữa giờ ngủ giường B, cuối giờ ngủ giường C, và do đó người đó sẽ bị bệnh mất ngủ. Doanh nghiệp lớn giàu sang phú quý nhiều chừng nào thì ăn kiêng ở cửa chừng đó. Người nghèo phấn đấu ăn làm sao cho nó có đủ 3 cử một ngày. Còn người giàu phải ăn kiêng để giữ eo, giữ nhan sắc. Thậm chí là phải uống nước là thấy cơm đó. Cho nên đó, cái nhu cầu của ăn nó cũng chẳng là bao. Còn mặc cũng là vừa chừng đó. Những mệnh phụ phu nhân thì ăn mặc sang trọng. Ví dụ kết kim cương, học xoàn lên trên đó, một chiếc áo như thế có thể là 300.000 đô. Trưng diện bằng cách này cách nọ, trong khi đó rất nhiều người đang khổ đau mà không có được sự chia sẻ. Và có nhiều người giàu á, trong nhà của họ chắc cả 300-400 bộ đồ, và mặc mỗi một bộ đồ chỉ một lần rồi vứt bỏ. Trong khi đó biết bao nhiêu người mong một chiếc áo ấm cho mùa lạnh giá lạnh vẫn không có. Có nhiều người đã chết cống giữa trời khuya không có người cứu giúp. Tất cả những cái này đó, mặc dầu do tiền bạc chúng ta tạo ra, nhưng nó là một sự tổn phước báo. Và do vậy là doanh nghiệp Phật tử thì ta phải biết kiểm phước để giữ cho phước của mình nó không bị tổn thất đi. Đừng có nghĩ rằng là tiền của tôi bỏ ra là nó không bị mất phước. Mà trên thực tế thì cái tính giá trị sử dụng của nó lại không cao. Đầu tư vào các khoản ngân hàng công đức á, thì nó không mất đi. Nó có thể trổ quả nhanh, trổ quả chậm, trổ quả dừa. Nhưng mỗi khi ta bỏ vào tài khoản đó là nó còn hoài với mình. Tài khoản công đức nó giống như một ngân hàng, nó có lãi suất. Ta đầu tư nhiều mà chưa hưởng được phước báo thì nó sẽ tăng trị giá lãi suất cộng vốn và cộng lời. Đó là điều chắc chắn ta phải tin. Cho nên đừng có dạy gì mà đi than vãn tại sao tôi làm quá nhiều việc thiện mà bây giờ tôi không được cái gì hết. Thì nó còn nguyên đó. Còn người làm bữa sáng mà nhận lấy được bữa chiều thì bù trừ nhân quả hết trơn. Cho nên cái âm đức được gọi là cái ngân hàng công đức đó, nó sẽ là người bạn đồng hành, sẽ là hộ pháp, sẽ là vệ sĩ, sẽ là cái người bảo hộ cho chúng ta trong tất cả những cơn tai biến ở trong cuộc đời. Đi làm từ thiện thể hiện qua các hoạt động nhường cơm xẻ áo, lá rành đùm lá rách, hay là lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách vừa vừa đùm lá rách tả tơi. Trước nhất nó mang lại những cái giá trị nhân đạo. Mỗi khi mà ta đi làm các công việc từ thiện như thế, nhìn thấy cái nỗi niềm hạnh phúc của những người đang tiếp nhận từ những phần quà chẳng đáng là bao với những nụ cười, với những niềm vui, lòng chúng ta cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Cho nên từ thiện Phật giáo khích lệ chúng ta, đó là ngoài cái việc đóng góp tiền bạc, các anh chị ông bà hãy nên tùy tùng. Và nhờ tùy tùng như thế đó, cái việc phát tâm nó sẽ lớn mạnh hơn trong tương lai. Cách đây không lâu, vào ngày 5 tháng 1 2009, một cái tin đau lòng đã được truyền thanh, truyền hình, báo chí đưa tin khắp nơi. Đó là nhà tỷ phú Adolf Merkel, 74 tuổi, đứng thứ 94 thế giới và đứng thứ 5 của nước Đức, đã phải tự tử mà chết. Tài khoản ngân hàng của ông là gần cả 100 tỷ. Nhưng trong sự suy sụp của ngân hàng chứng khoán và bất động sản phát sinh từ Mỹ ảnh hưởng đến các châu lục, thì số tiền tổn thất của ông đó là gần như là trắng tay. Đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó chịu không nổi, ông đã chọn lấy cái chết bằng cách là lao mình vào cái đường rầy xe lửa các nát, không còn một cái chi phần nào nguyên vẹn cả. Nỗi khổ đau đó để lại cho vợ, cho con, cho cháu. Và dưới trướng làm việc với ông là có 10.000 nhân viên. Công ty lâm vào tình trạng là phá sản trọn vẹn. Và tất cả 10.000 công nhân viên đó đang phải bị bơ vơ và không biết phải trả cái nợ ngân hàng của mình về tài sản mình đã mua bằng cách nào. Điều đó kéo theo nỗi khổ niềm đau của biết bao nhiêu là người thân người thương của 10.000 công nhân này nữa.
Cho nên là phải tạo công đức, gieo phước báo thật là nhiều, để nỗi khổ niềm đau đó ta đừng cường điệu nó, và ta phải nỗ lực vượt qua. Bằng không đó ta sẽ chọn lấy một sự giải quyết vấn đề hết sức là bế tắc và hết sức là nhẫn tâm cho chính bản thân mình, biến mình từ nạn nhân này sang nạn nhân khác, và làm nhẫn tâm và biến cho tất cả những người làm việc dưới trướng mình trở thành lâm vào cái hoàn cảnh tương tự, hết sức là khổ đau. Xin đi câu hỏi khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thực hiện công việc từ thiện là việc làm cho đi không mong nhận lại. Ngày nay có một số doanh nghiệp làm từ thiện nhưng kèm theo điều kiện quảng cáo thương hiệu của công ty mình. Như vậy việc làm từ thiện đó được hiểu như thế nào? Kính thưa thầy giải cho con đi. Sẽ là một sự sai lầm nếu ta xây dựng hình ảnh của công ty và tên tuổi của mình trên nền tảng của nỗi khổ niềm đau của những kẻ bất hạnh, vì nó sẽ không có đường bền. Trong câu hỏi nêu ra thì ta thấy là có một hành động lệ lạc thông qua các hoạt động từ thiện, đó là điều đáng tán thán. Nhưng bên cạnh đó, cái tâm của người đầu tư này đó đang nghĩ đến một cái khoản lời, đó là danh tiếng, thay vì ta bỏ ra một cái khoản tiền quảng cáo tên tuổi công ty ở trên các đài truyền hình. Mỗi một phút như vậy có thể là hàng trăm ngàn đô đối với những cái chương trình truyền hình lớn và những cái chương trình giờ vàng quan trọng. Thì việc làm từ thiện để tên tuổi mình được đưa trên các phương tiện báo đài đó, nó dễ dàng được thực hiện và người ta tán dương nó một cách thức gọi là cao thượng hơn. Thì phần lớn ngày nay các công ty làm theo cái phương hướng này. Nếu ta không nhìn vấn đề từ một cái góc độ quá nghiêm khắc đó, thì dù sao cái đó nó vẫn là những hoạt động tự tha lưỡng lệ. Có điều nếu ta là chủ công ty hay là doanh nghiệp đó, thì ta làm các cái phương tiện truyền thông báo đài có đưa tin thì tốt, bởi vì chuyện thiện cần phải được gọi là công khai hóa, cần phải được xã hội hóa để mọi người cùng bắt chước và làm theo. Nhưng nếu các hoạt động đó không được đưa tin vì một lý do nào thì ta không vì thế mà buồn, rút lại các khoản đầu tư cho các hoạt động từ thiện. Vì ta làm không phải tên tuổi, ta làm vì muốn lệ lạc cho bá tánh, cho những người đang cần những nhu cầu trợ giúp này. Chúng tôi xin nêu ra một cái tình huống dùng quảng cáo để làm từ thiện, để chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm làm sao trong việc làm từ thiện ta đừng bị dướng vào cái tôi của danh, cái tôi của trục lợi, mà là chia sẻ những nỗi khổ niềm đau ngày càng nhiều càng tốt hơn. Ai cũng biết diễn viên điện ảnh Hollywood nổi tiếng Pamela Anderson có một thân hình nhảy lửa, mà ta thường gọi bà là biểu tượng của tính dục. Bà đã được